Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con iWin anh em. Đấy, thì hôm nay tiếp tục vác vốn 64k vào bắt cầu cho anh em xem nhá. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi con lật trên dưới poker với lại Baccarat nhá. Nhưng mà để xem trước khi vào Baccarat thì có lật được lên vài lít đã không anh em ạ? Chứ cầm 64k vào Baccarat nó khó khăn lắm anh em ạ. Chơi nó lâu lắm anh em. Đấy, vì mình làm video thì mình chỉ muốn quay tầm 5-6 phút cho anh em xem, vừa đủ thời gian rồi, vừa xem giải trí vui chơi thôi anh em nhá. Rồi anh em đang xem mình nhớ ủng hộ mình một like, một lượt đăng ký để mình có động lực ra những video mới và hay nhất cho anh em xem nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ thì lên 177k rồi. Rồi ok, lên 9 lít rồi anh em nhá. Đấy, đấy là một phát ăn 9 lít anh em ạ. Rồi bây giờ lên một cụ thì bây giờ mình sẽ qua chơi Baccarat nhá. Mình sẽ vào phòng Baccarat mình chơi anh em này. Rồi. Mình sẽ vào phòng nào đi? Vào phòng phòng cuối anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ vào mình bắt cầu xem sao anh em nhá. Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm với con iWin này thì link mình để dưới phần bình luận với là mô tả nhá. Anh em chỉ cần tải về, liên kết xong gửi ID qua Zalo cho mình. Số Zalo mình thì luôn để trong phần mô tả anh em nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt tay nhà con cho anh em xem nhá. Mình sẽ đi bắt đi cầu 32 này, 32 nhá. Đấy, vừa ra 123 xong ra 321 xong rồi nó chắc chắn nó sẽ ra con long phát này. À quên, mẹ cứ chơi long hổ quen anh em ạ. À. Đấy. Bùn con một vẫn ăn kìa anh em. Đấy, ra nhà con anh em ạ. À. Mẹ nhà con với nhà cái thì giống như long với hổ anh em ạ. À. Gần gần giống nhau luôn, cầu cũng giống mà bàn cũng giống anh em ạ. À. Rồi, bây giờ không biết có nên bắt 322 à 323 không này. Rồi, mình sẽ tắt tay 323 vì cái cầu 323 này quá đẹp anh em ạ. À. Cái cầu 323 này quá đẹp luôn anh em. Đấy, vừa chín luôn anh em kìa. Đấy, anh em nào mà muốn về bờ thì cứ liên hệ qua số Zalo cho mình. Đấy, mình sẽ đưa anh em về bờ miễn phí nhá. Đấy, mình chỉ giúp anh em thôi. Đấy, trước đây mình cũng từng giúp rất là nhiều anh em về bờ rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ ra lại phát anh em nhá. 3,9 triệu rồi, hai tay rồi. Mình vì mình tất tay hai tay ăn này, anh em phải biết mình tất tay ăn hai tay rồi thì bây giờ mình phải ra mình vào lại anh em nhá. Rồi xem cầu nó như nào anh em ạ. Ôi là trời ơi, cầu kìa. Cầu kìa anh em ơi. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm phát nữa anh em nhá. Hôm nay thì quyết định chơi bố láo cho anh em xem một hôm nhá. Đấy, bắt nhẹ không có được anh em ạ. À. Bun 7. Ôi con 7 anh em ạ, à, không phải bun 7 đâu. Xin lỗi anh em nhiều nhá. Đấy, anh em tải theo link của mình thì mình sẽ tặng anh em code này, khuyến mãi cho anh em 10% này, với lại đưa anh em về bờ miễn phí này. Đấy, còn gì bằng nữa anh em. Đấy, còn anh em nào mà muốn mình test trò gì, đấy, vốn bao nhiêu, đấy, như thế nào, cầu như thế nào, thì anh em vui lòng comment bên dưới cho mình biết nhá, để mình sẽ thực hiện theo những yêu cầu của anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. 4,2 triệu này. Cái này chơi bố lão vài tay mà nghỉ thôi anh em, không ở lâu đâu. Con gì cũng vậy anh em ạ. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Còn anh em ăn no thì chơi cách khác nhá. Cách này là mình không chơi theo kiểu cách ăn no đâu, mà mình chơi theo kiểu cách bố lão anh em ạ. Cách bố lão ăn cắp anh em. Rồi bây giờ mình sẽ bắt sang nhà cái nha. Đấy, vì nãy giờ mình toàn tay ăn rồi anh em ạ. À. Bây giờ mình sẽ bắt một tay nhỏ xem sao anh em nhá. 5 lít xem sao. Vẫn ăn à? Vẫn ăn kìa, 5 lít. Đấy, phát này mình cũng hơi run anh em ạ. À. Không dám chơi chơi to chứ có 5 lít mà vẫn ăn này. Đấy, vốn có 64k bây giờ lên 12 triệu rồi anh em nhá. Đấy. Nhưng mà tất tay mới lên được thế thôi anh em ạ. Còn mà cứ chơi nhỏ nhỏ, nhỏ tay vài ba lít thì không bao giờ mà lên được như thế này đâu anh em. Đấy, vì mình chơi thì mình sẽ chơi một kiểu khác. Còn quay video thì mình sẽ quay một kiểu khác cho anh em xem một cách vui vẻ, giải trí thôi anh em nhá. Ăn tiếp vua anh em kìa, bắt cầu nào ăn cầu đó luôn. Địt con mẹ nó. Mẹ chưa kịp mừng anh em mà chưa kịp vui. Mẹ vua 8 còn thua vua 9 kìa. Đúng là 30 chưa phải là Tết anh em ạ. Đúng là 30 chưa phải là Tết. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Thôi không sao anh em nhá. Phán này quyết định mình sẽ bắt nhà con tiếp anh em nhá. Mình sẽ theo nhà con tiếp này. Bây giờ mình sẽ chơi hết số lẻ đi.
Mình sẽ chơi hết số lẻ đi nhá. Ăn không? Ít mấy cái ai rồi lại vua tiếp anh em ơi. Toang rồi. Lại toang rồi anh em ạ. Toang đến nơi rồi. Còn 9 củ anh em ạ. Mất 3 củ rồi. Mẹ chả lẽ đi 1, 2, 3, 4 rồi. Không biết nó có đi ra 1, 2, 3, 4 không ta. Cái cầu này mình sẽ bể tiếp anh em nhé. À mình sẽ bẻ tiếp nhá. Lỡ bể phát nó bẻ thì cay cú mất công theo nãy giờ anh em ạ. À. Năm rồi, năm rồi. Năm rồi. Ôi, chín rồi anh em ạ. À. Chín thì ăn chắc rồi. Ngon quá, 4 triệu rưỡi nhá. 4 triệu rưỡi chắc bây giờ mình dừng clip tại đây thôi anh em nhỉ. Không chơi nữa đâu nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ nghỉ và dừng clip tại đây. Hôm nay vốn là 40 bốn mấy ca nha. Làm một tay nhỏ nữa thôi. Làm một tay nhỏ để lại 12 củ nhá. Mình sẽ dừng clip tại đây luôn anh em nhá. Xong phát này nhá. Một củ ba thôi, mình sẽ chơi nhỏ nhá. Ăn hay mất gì mình cũng nghỉ nhá. Còn 8 cái bài, ok ăn tiếp anh em à. Ăn tiếp nè, thế thì chơi phát nữa anh em nhỉ. Thế thì chơi tiếp anh em, 14 triệu rồi. 14 triệu rồi, chơi thêm tay nữa anh em ạ. Đấy. Cũng không ham hố, bây giờ mình không chơi to nữa đâu anh em ạ. Dù sao mình cũng lái rồi, cũng quay được video cho anh em xem giải trí rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ chơi nhỏ nhỏ thôi, chơi phát này nữa mình nghỉ nhá. Đúng một phát này nữa này. Nãy là mình định nghỉ tay trước rồi đấy. Ôi rồi, thôi. Coi như là lì xì đó 9 lít để mình nghỉ cho nó yên tâm anh em ạ. Dù sao cũng lên được 13 cụ 7 là cho 14 cụ nhá. 64k lên 14 cụ. Rồi bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Bye bye, hẹp lại anh em vào ngày mai nhá. Cảm ơn anh em nhiều.